Thưa các anh chị tưởng tượng chúng ta có hai anh A và B. A và B muốn làm bạn với nhau. Thì hai anh A cũng có phần thân và anh B cũng có phần thân. Nếu hai cái thân này mà cùng sở thích thì thường chúng ta gọi cái này là gì ạ? Chơi thân. Mà bản chất chơi thân chính là thân chơi. Thân nó chơi với nhau ấy, người ta gọi là chơi thân. Cho nên hai thằng mà cùng thích uống rượu ấy mà chơi với nhau, người ta gọi là chơi thân. Hai thằng cùng thích đánh bài, nó gọi là chơi thân. Hai thằng cùng thích gì ạ? Đi du lịch, nó gọi là chơi thân. Hai thằng cùng thích đi mua sắm, nó gọi là chơi thân. Tức là phần thân cùng nhau cái sở thích thì gọi là chơi thân. Đấy. Thứ hai là chúng ta có phần gì ạ? Phần tuệ. Đây là phần tuệ. Nếu hai thằng ngang nhau về mặt trí tuệ thì nó gọi là gì ạ? Tuệ chơi hay là gì ạ? Cùng tư duy. Vậy thì tôi lấy ví dụ đây là ông bố. Thì ông bố trí tuệ của ông ấy nó cao ngút trời thế này, nhưng con trí tuệ nó thấp thế này. Thì bây giờ việc đầu tiên chúng ta phải đưa về đồng bộ trí tuệ. Mà muốn đồng bộ trí tuệ thì ông bố phải giả ngu. Phải gì ạ? Đưa về bằng con. Thì như vậy là gì ạ? Nó đồng bộ về mặt tư duy thì sẽ chơi được với nhau. Ví dụ ông bố biết là chơi điện tử nó không đúng, nhưng chúng ta cứ đứng ở đây, chúng ta nhổ bọt xuống và mày đừng chơi điện tử con. Không còn lâu ông mới điều hành được nó vẫn chơi. Vậy thì lúc đấy bấy giờ trí tuệ ông cao hơn, nó không biết chơi điện tử nó không ổn. Ông tụt xuống bằng nó đi. Ông gì ạ? Cùng chơi điện tử với nó. Sao ông gì? Ông điều chỉnh nó. Nhưng rõ ràng các anh chị bảo làm sao? Tôi có thời gian đâu tôi chơi. Tùy các anh chị, đó là sự lựa chọn. Nếu anh chị coi đây là một dự án nghiêm túc thì các anh chị phải làm nghiêm túc. Còn nếu không thì thôi. Cái gì mà thành công nó phải gắn liền với gì nhỉ? Phải thời gian dành cho nó chứ. Chả có cái gì thành công mà không dành thời gian cả. Vậy thì các anh chị phải biết cách chơi cùng con và dành thời gian để chơi cùng con. Và muốn chơi cùng con được thì phải cùng hệ tư duy. Mà muốn chơi thân thì phải cùng sở thích. Nó thích chơi điện tử, mình chơi điện tử. Và cùng tư duy là gì ạ? Chơi ngang nhau. Xong bắt đầu điều chỉnh nhau. Chứ xong bắt đầu cuối cùng là tớ với bạn bỏ chơi điện tử đi, tớ bạn mai chơi bóng bàn. Thế là sẽ kéo được nó sang một cái lĩnh vực khác chứ. Đấy, thì cái này gọi là gì ạ? Cùng tư duy. Và trong con người thì có phần tâm. Thì hai con người này chơi với nhau, người ta gọi là cùng hệ gì ạ? Tư tưởng. Cho nên trong một con người nếu đã chơi với nhau thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng này. Một là cùng sở thích, hai là cùng hệ tư duy, ba là cùng hệ tư tưởng. Và nếu con người mà đều có hết những cái thứ này, người ta gọi là tri kỷ. Tức là hiểu nhau đến từng milimét. Hiểu nhau nghĩ cái gì, hiểu nhau sẽ làm bằng cách nào, hiểu nhau cái hành vi sẽ vận hành ra sao. Vậy thì nếu đây mình là bố, là cha, đây là con, thì cái nào mình cao hơn nó thì mình phải hạ thấp xuống. Cho nên khi nói chuyện với con, nói chuyện với trẻ con, mình hạ cái thân xuống để cho gì ạ? Bằng nhau. Thế là họ an toàn. Bắt đầu với trao đổi với nhau chứ. Các anh chị nhìn Bác Hồ cách giao tiếp mà xem. Nếu tuệ của mình cao hơn trẻ con thì đừng bao giờ bảo nó phải, và hãy đưa tuệ của mình về ngang nó đi, xong từ từ nâng đỡ con lên để cho nó thoát ra. Và gì ạ? Tâm là gì ạ? Hệ tư tưởng. Mình cùng bàn với con về một việc, đừng áp đặt nó. Con ơi, bố thấy rằng là mẹ làm vất vả quá, bố con mình làm nào giúp đỡ mẹ tí nhỉ, có cách nào không con? Cùng hệ tư tưởng đấy. Thế là hai bố con bàn nhau và thống nhất. Thì như vậy đứa trẻ nó cảm thấy gì? Nó có giá trị. Nhưng mà suốt ngày là gì? Úi giời, không làm gì, úi giời, áp đặt. Đấy, thì như vậy là cái cách đồng hành cùng con chính là làm bạn. Mà làm bạn là gì ạ? Phải cùng sở thích, cùng trí tuệ và cùng tư tưởng. Vậy muốn cùng cái sở thích thì mình phải gì? Con nó chơi cái gì mình tập chơi cái đấy đi đã, thì mới lôi được con ra. Đấy. Mà mình chưa tập chơi cái đó cùng với con thì đừng lôi nó, vì không lôi được đâu. Con lôi cũng không lôi được, vì con nó cho rằng gì? Bố chả hiểu gì con cả. Đấy. Rồi tiếp tục. Muốn gì ạ? Cùng cái
chơi được với nhau thì mình phải giả ngu đi, mình chơi giống nó. Cho nên báo cáo với các anh chị là tôi làm chủ tịch hội đồng quản trị mà tôi chơi với con tôi, mà đến con tôi nó còn bảo là con chả hiểu tại sao bố làm được chủ tịch hội đồng quản trị, trông bố cứ ngu ngu thế này làm chủ tịch làm sao được. Đấy, mà vẫn làm chủ tịch đi thôi vì mình giả ngu. Đấy, rồi là gì ạ? Cùng hệ tư tưởng, có làm cái gì cũng phải bàn với con, coi nó là một thành viên quan trọng. Thì như vậy với làm bạn được chứ, ai lại bạn gì mà thứ nhất là phần thân, mày không làm tao đánh, dọa. Phần tư duy là gì? Mày không làm mày chết với bố. Đấy, về phần tư tưởng là gì? Không được suy nghĩ, làm đi, tao bảo thì cứ làm theo. Như vậy là áp đặt. Và xin lỗi các anh chị, đến tầm 12, 13 tuổi nó dậy thì anh dùng cách này nhé, chỉ có đẩy con vào cái vùng đau khổ thôi. Và cả hai cha con cùng đau khổ, cả gia đình cùng đau khổ. Cho nên việc đầu tiên muốn đồng hành cùng con, hãy làm bạn cùng con bằng 3 giải pháp. Một, chơi với chúng. Hai, gì ạ? Giả ngu để gì? Nâng đỡ con. Và ba, hãy bàn bạc với chúng. Đấy, có 3 cái việc đấy. Thì chúng ta sẽ coi như đấy là một người bạn và chúng ta sẽ làm việc theo nhóm. Như vậy cả gia đình trở thành một team. Tuyệt vời lắm các anh chị. Nhà tôi có 4 thành viên, có 2 đứa trẻ. Cái gì bọn tôi cũng nôi ra bàn, nó trở thành một cái team. Đến mức độ mà định mua cái nhà ở đâu, làm cái phòng như thế nào, bọn tôi bàn và coi hai con nó như một thành viên vậy. Nó vui lắm. Đấy, thì như vậy là và vô tình mình kéo con đi, nó bằng cái hệ tư duy của mình lúc nào không hay. Và đừng bao giờ áp đặt. Thì như vậy việc đầu tiên tôi muốn chia sẻ các anh chị, hãy làm bạn cùng con, thay vì học cách gì ạ? Học cách cúi mình xuống để làm bạn cùng con, thay vì gồng mình lên để áp đặt chúng. Quay về làm bạn. Mà làm bạn là gì? Thân cùng chơi với nhau, tuệ cùng ngang nhau, giả ngu đi, đừng áp đặt nữa. Và tâm cùng hệ tư tưởng bàn với chúng đi. Và nếu bắt đầu làm được bạn rồi thì bây giờ chúng ta tìm cách nâng con lên bằng cách nào. Thì mời các anh chị sang 6 cái bí quyết để nâng con lên, tức là đồng hành cùng con đấy ạ. Mời các anh chị.